lạc bước đời em về lối nào, chân bước ngả nghiêng dưới đèn một màu, ái tình mùa ban em trao, em mơ gác ngọc lâu cao, em nào nghĩ đến mây sâu, rồi tháng rồi năm hoa nhì u thôi đã lỡ làng, tin đời muôn kiếp em mang bao nhiêu ước vọng giàu sang. Xin chào tất cả bác nhá, chào mừng toàn thể các bác trở lại kênh Nặng Tí Nào Đô nhá. Và trước mắt đây là những bộ dàn karaoke em bán rất chạy cho ra mừng anh, và ngày hôm nay em xin được test hai bộ dàn gửi cho hai bác Trung ở Đồng Nai và bác Tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Hai bộ dàn này, đây những bộ dàn em đã bán và lắp rất nhiều thời gian rồi. Đây em sẽ giới thiệu lại cho bác nào chưa biết bộ dàn này nhá. Đây là bộ dàn karaoke sử dụng loa JBL 715, hàng mới Chila, sử dụng bass 40 từ 2-100. Con này thì bạo lực luôn, bass 40 nhá. Và bộ dàn này em vẫn đang chương trình khuyến mãi giá cực kỳ sốc cho em mình nhá. Đấy, anh em mình đánh phòng diện tích 35m² trở xuống hoặc 40m² trở xuống thì không cần súp luôn, riêng con bộ dàn này. Đấy, loa JBL hàng mới nguyên hộp xốp nhập Chila nhá. Bát 240 từ 2-100 và đồng bộ dàn rất là đẹp luôn. Các bạn theo dõi video của kênh Nặng Tí Nào Đô xin mời like nhá. Anh em ủng hộ cho mình like và đăng ký kênh cho em nhá. Bắt đầu chưa like ủng hộ cho mình like và đăng ký kênh cho em. Đây và em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh luôn. Đây và cũng giới thiệu cho hai bác đây. Đấy, test cho hai bác, lên đường cho hai bác đây. Đấy, ở trong bên trong, cảm ơn bác rất nhiều nhá. Có đây, con này sử dụng một bát 40 này. Bác nhìn này. Rất đẹp nhá. Con này em đã cho anh xem nội thất rồi. Con này hàng nhập mới nhập China nhá. Đấy, trong phúc tầm giá đánh cực kỳ hay luôn. Con này từ 22-100 cơ. Đây, tiếng bass rất là bạo lực. Chép rất là to nhá. Bass 40 nhá. Cho anh em là muốn chơi bạo lực bộ dàn này nhá. Gia đình con này cực kỳ bạo lực rồi. Và đây đồng bộ dàn máy đây. Rất đẹp luôn, bộ dàn máy này quá đẹp luôn không các bác. Đầu tiên một con đẩy TACT 800 một kênh. Anh em đánh con JBL thoải mái luôn. Một con lưng tiếng TACT hàng chính hãng luôn. Một con vang cơ lai số Atli. Con này phiên bản mới nhất hiện nay nhá. Cổng quang bố tuổi đủ rất dễ chỉnh. Đấy, thường thì em lắp gia đình các bác ấy, thường em sẽ lắp cái dòng loa vang này. Một là anh em các bác nào mà có tuổi rất dễ sử dụng, cổng quang Bluetooth đầy đủ. Và không thể thiếu một bộ mic B3 6 số tự ngắt, 4 thiết bị. Rất là đẹp, tất cả sản phẩm bên em sẽ bảo hành 1 năm cho anh em mình nhá. Tất cả sản phẩm này sẽ bảo hành 1 năm các bác luôn. Đây, đẩy TACT chính hãng này, lưng tiếng, vang Adni và mic B3. Và đôi loa JBL 715 này. Và tiếp tục là vẫn là giá khuyến mãi cho các bác nào nhanh tay. Tổng bộ dàn này chỉ có giá 18 triệu thôi. Tất cả anh em nhanh tay mới có hàng nhá. 18 triệu tổng bộ dàn này, giá cực kỳ tốt luôn. 18 triệu các bác mua ở đâu được combo này không? Thực sự anh em đây mức giá tốt nhất để cho em mình chơi trong mùa sắp tên Tết rồi. 18 triệu. Được chưa? 18 triệu em bao ship các bác. Và tiếp tục là những chương trình ưu đãi cho các bác là sẽ đến tận nhà lắp cho các bác trong bán kính 100-150 km từ Hưng Yên. Đấy, bác nào miền Nam miền Trung thì vun đòn cọc cho em 500-1 triệu. Em sẽ bao ship qua đường bưu điện tận nơi cho các bác. Còn bác nào khu vực phía Bắc nhá, muốn sở hữu bộ dàn này trong bán kính các tỉnh lân cận quanh Hưng Yên ấy, 100-150 km đến tận nhà lắp cho mình luôn, không lấy đầu tư công nào cả. Đúng 18 triệu lắp miễn phí tại nhà có luôn. Anh em ưu tiên chưa? Đấy, còn bác nào miền Nam miền Trung thì thông cảm, nó xa xôi, em sẽ bao ship qua đường bưu điện của bác cho. Còn bác nào phía miền Bắc cứ alo cho em đến tận nhà lắp cho bác luôn. Tổng bộ dàn chỉ có 18 triệu thôi. Thực sự đối với anh em là một bức giá em đã bán cho bác là hết giá cho bác rồi. Đấy, để cho bác chơi. Anh em uy tín chưa? Đến tận nhà nắp của bác là quá uy tín rồi, các bác không phải nghi ngờ gì cả. Rất đẹp luôn. Và chất âm em đã test con này rất nhiều rồi và các bác đang mua dàn này rất là nhiều. Đây, ngày hôm nay test lên được cho hai bác đây. Đấy, và hôm nay em cũng lắp mấy bộ như này rồi. Thực sự anh em này với giá 18 triệu thì quá tuyệt vời rồi. Đấy, tổng bộ dàn này có 18 triệu thôi. Được chưa? Và bây giờ em sẽ test các bác một đoạn karaoke nhá. Anh em ủng hộ cho mình like nào. Các bác ủng hộ cho mình like và đăng ký kênh em nhá. Bác để lại cho mình xin like và đăng ký kênh cho em. Bây giờ sẽ test qua nghe một đoạn karaoke nhá, của bộ dàn này nhá. Lần 1, 2, 5, 6, 7. Lần 1, 2. Bát 40 tiếng rất lực nhá, tiếng test cực kỳ sáng rồi. Đấy, đồng bộ dàn cực kỳ hay luôn, chỉ có 18 triệu thôi. 1, 2, 6, 7. Lần 1, 2.
5, 6, 2, lên. Ok chưa? Thực sự anh em mình nghe sẽ đồng bộ dàn đây, 18 triệu 1 đô la JBL 715 hàm mới nhập China nhá. Đồng bộ dàn máy, tia đẩy này, lưng tiếng vang của mic có 18 triệu thôi. Đấy, thực sự bác là mới một tầm giá quá tốt các chơi rồi. Và bây giờ test anh em nghe chất âm tiếng nhạc nhá. Bác nghe cho một đoạn nhạc để bác nghe cái chất âm của dòng loa bộ dàn 18 triệu này nhá. Anh biết đi xa bác nghe qua xe đâm bộ dàn 18 triệu thực sự là quá hay trong tầm giá luôn, với mức giá quá tốt cho bác rồi, nên tất cả bác nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay cho em nhá, hãy liên hệ ngay cho Đặng Tín Alo nhá, để sở hữu mình bộ dàn karaoke nó quá chất lượng luôn. Đây, sử dụng một con loa JBL Bass 40 máy từ 2100 củ chép, con này hàng nhập China nhá, rất đẹp luôn, rất là đẹp luôn cái bộ dàn này. Và bác nhìn đồng bộ dàn máy này. Đấy, đồng bộ dàn máy này, đồng bộ giá máy rất là đẹp đúng không? Đồng bộ giá máy cực kỳ là đẹp luôn. Cho bác nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại em nhé, 0916957888. Đấy, tổng bộ sản phẩm này có 18 triệu thôi, em bao ship cho anh luôn nhá. Đấy, bao ship toàn quốc cho các bác. Nếu bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho Đặng Tín Alo nhá, yên tâm là uy tín quá luôn. Đấy, bác nào có miền Bắc thì cứ liên hệ ngay cho em, em sẽ đến tận nhà lắp quá luôn, không lấy đồng tiền công nào cả. Anh em đến sẽ đến giao lưu quá. Ok chưa? Rồi và xin chào tất cả bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ ngay qua số thoại cho em 0916 957 808 nhé. Và xin chào tất cả bạn. Hẹn gặp lại tiếp theo nhé. Xin chào các bạn nhé.